Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ nói về Bitcoin, Bitcoin và Bitcoin Ngay bây giờ là 10 giờ 15 phút sáng ngày 21 tháng 5 năm 2024 à, Nhớ là vừa rồi có cái gọi là một cái câu chuyện nó đẩy ra Nó nói là sell in May and go away Có nghĩa là bán trong tháng 5 và đi chỗ khác chơi đi Sell in May and go away Có nghĩa là bán trong tháng 5 và đi chỗ khác chơi đi thì cái rõ ràng cái câu chuyện đã được lan tỏa trên mạng xã hội rất nhiều à, và thì mình là một trong có thể mình nhưng mà mình không biết ai nữa là mình sẽ tin tưởng vô cái sự đo lường của bên mình thôi cho mình không có quan trọng là câu chuyện nào nó đang đồn đồn hoa hội thôi thì mình nhảy vô cái giá của BTC luôn à, đây là cái khung ngày của BTC mình đã à, đi với anh em khá là lâu rồi khi uh, bắt đầu từ tháng 1 uh, bắt đầu từ cái cái sóng số 1 là bao nhiêu? Tháng 4 năm 2003. Ok tháng 4. Ok thì đây là sóng số 1, đây là sóng số 2 Đây là sóng số 3. Ờ uh, sóng số 3 từ 3 xuống như 4 như vậy. Ok thì tạm thời là mình sẽ ờ uh, từ 3 xuống 4 như vậy là giai đoạn chán nản thì mình đã cân nhắc cho bạn từ 3 xuống 4 lúc nào nó cũng chán nản. Ờ uh, những cái sóng từ 1 lên 5, đây là những cái sóng sóng xanh đúng không? Từ 1 lên 5. Lên 5, ok. Thì từ 3 tới 4 là cái giai đoạn chán nản nhất thì vừa rồi mình cân nhắc chán nản, chán nản, thêm chán nản. Ok. À, vừa rồi như vậy, ok nó có một sự bay bổng thì rõ ràng là giữa hai cái vành đen như vậy chúc đầu đi xuống một hình tam giác thì xác suất là 60% sẽ được phá vỡ đi lên, phá vỡ đi lên đây. Phá vỡ đi lên thì vừa rồi nó cũng đã phá vỡ phá vỡ lên như vậy thì nó có những cái kháng cự nó phải đánh, ok? thì đây là cái đánh, cái kháng cự của nó, đây là cái kháng cự của nó và đây là cái kháng cự của nó. thì ngay bây giờ nó đang nằm trong cái kháng cự cuối cùng của nó thôi chứ không gì hết. À, trước khi nó tiếp tục leo thang, trước khi nó tiếp tục leo thang, nếu chống lưng của nó chống được và cái chống lưng của nó chống được á thì trong cái khung ngày thì vừa rồi mình mới cộng thêm cho anh em, ok? nguyên cái vùng này nguyên lúc mà nó có một cái cánh cờ như vậy. Ok, bạn cái thể hình dung nó cũng giống như một cánh cờ đúng không? Đây là cái lá cờ và đây là cái 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 cánh cờ, cảnh cờ. Okay. Thì lúc mà giá bắt đầu ở cái vùng này thì đây mình cho bạn những cái chống lưng này. Nó cái chống lưng này là cái chống lưng của 2 tháng vừa rồi chứ không phải là ngày 1 ngày 2. 61.800, 55.500, 50.000, 50.800 thì vừa rồi nó rớt xuống như vậy là cái đáy của nó là 56.600 ok 56.600 nguyên cái khung này nguyên những con giá này ok là những con nguyên cái khung này á, từ 61.800 tới 50.800 là cái khung mua vô nghe mua vô ok thì cho những người nào mà mua ở cái khung này thì ngay bây giờ bạn đang có lời rồi bạn đang có lời rồi bạn có thể bán ra nghe đây nguyên cái khung là mua 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 ok thì bạn có thể bán ra Um, rõ ràng đây là ba có thể là 4 đã kết thúc ở đây và tất cả mọi thứ leo thang luôn ngay bây giờ tất cả mọi thứ leo thang uh, hoặc bạn có thể là nói số 4 chưa có kết thúc ok thì tại sao như vậy ok thì mình sẽ giải thích thêm ok nhưng nếu mà sống số 4 được kết thúc ở đây ngay okay? sống số thúc và bốn ở đây thì sống số 5 được diễn ra ok thì giá nó sẽ đẩy tới cái con giá mình thấp hơn chút xíu đi ha okay, đây sóng số 5 được diễn ra, sóng số 5 này. Ok. Đây là sóng 3 là sóng số số 3 lớn nữa. Ok mình chỉ đang nói về sóng số 5 này thôi. Sóng số 5 này sẽ rơi vào con giá là 85, 86, 90 cũng giống như, như mình đã chia sẻ trước đây, chứ không phải là khờ mới. Sau đó mình sóng số 5 này, ok có nghĩa là nó hoàn tất sóng số 3 lớn thiệt là lớn thôi. Sau đó mình có sóng số 4 và đâu sau đó là mình sẽ có cái sóng số 5. Ok, sóng số, okay. số 5 trên đây nữa. Ok. Sóng số 5 trên đây. Ok. Trong số 4 này mình xoay đi. Ok. Sông số 4 chấm đó. Thì những người nào khỏi là ô sóng số 1 đây là sóng số 1 của nó trước đây, ngày số 1 đây, sóng số 2. Đó là sóng cam, sóng xanh này là sóng nhỏ của sóng cam. Ok, sau đó mình có 3, 4 và sau đó mình có 5. Ok, tiếp tục là thành. Ok. Ừm, um, ok, thì đó là đủ cho cái cây cái, cái 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 khung ngày. Ok thì vừa rồi là mình 3, 4 thì mình từ 3 tới 4 thì mình là cái thời gian chán nản mình đã nói. Đây là mình vẽ cho bạn những đường chỉ mình sẽ nói xác suất là nó tiếp tục leo thang. Mình đã nói về cái hình tam giác này và 60% là nó sẽ phá vỡ đi lên và vừa rồi nó cũng đã đi lên một khúc rồi. Ok. À, có tiếp tục đi lên không thì mình phải nhìn vô cái khung cái khung giờ, okay, cái thì khung giờ. Đây. Nhớ là vừa rồi mình cho bạn cái chống lưng ở cái vùng này, con giá là 67.450 thì gọi là nó khó ở đây, đây cái khung này bạn có thể thấy nè. Ok bạn zoom vô là bạn có thể thấy là nó nó tồn tại ở cái khung này một thời gian khá lâu và rất là khó và mình nói là nằm dưới under. Under con giá 67.450 under là nó sẽ thấp hơn để bạn có thể thấy under. Ok. Thì vừa rồi nếu mà nó nằm dưới thì nó sẽ thấp hơn. Ok. Vừa vừa rồi nó đã phá vỡ đi lên một cách mạnh bạo như vậy. Ok. Thì cái thông tin này mình có thể dẹp đi qua một bên. Ok. Mình có thể vẽ hồi vừa rồi là mình có đã vẽ cho bạn mũi tên nếu dưới con giá đó. Ok thì thấp hơn, thấp thấp hơn. Ok vừa rồi đây là những cái mình có để sẵn cho bạn ok đây có thể là sóng số 3 đây là có thể sóng số 4 ok và ngay bây giờ cái sự này sự bay bổng là sóng số 5 thì có thể ngay bây giờ bạn có thể nói là xác thực đó là sóng số 5 rồi ok thì vừa rồi mình có đã đã cân nhắc và mình nói nếu mà giá bập bên cắn con này 67.700 đây có cân nhắc luôn 67 ok à, có cân nhắc cắn con 67.700 ở đây cân nhắc đây cắn con này Ok, thì sống số cắn cái vùng này thôi, còn giá 67.450. Này, cắn above, above là trên. 3 tới 5 giờ trên cái khu vực này có nghĩa là sống số 5 đang được diễn ra, màu sống số 5, màu sống số 5 thì chuyện đó nó đã, đã xác thực. Ok thì khá là xác thực nhiều thứ. Ok. Ok. Um, à, đây, mình có cân nhắc 67.700 Nếu mà rờ được 67.700 67.700 Thì ngay bây giờ thì tiếp tục sẽ là lên 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 Ok, lên. Nhưng mà nếu mà nó 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 sập lại á, ok thì nó sẽ rơi vào cái khung giá này. Ok, cái khung giá đó là cái khung giá gì? Cái khung giá đó là cái khung giá này. Ok, từ vừa rồi, bạn có thể thấy là nó đã chọn lựa cái con đường là lên thì mình sẽ xóa bớt thông tin. Ok, đây. Và một cái mũi tên lên. Ok, cắn con này, mũi tên lên cái khu vực này. Từ vừa rồi nó lên như vậy là nó lên tới 71.800. Ok 71.800 Và đây là những con giá 697273 Mình mới cộng thêm một con giá này Ok thì vừa rồi là Cắn con giá này để lên cái khu vực này Thì nó mình có vẫn vẫn có thể để cái đó ok mình vẫn để bởi vì sao nó chưa có nó chưa kết thúc ok sống số năm chưa kết thúc kép okay, chưa kết thúc kép okay. rất dưới con này rất dưới con này vừa rồi thì mình có nói là có thể là sống đây là sống số 3 thôi và sau đó sống số 4 đang được diễn ra thì cái chuyện này nó đã không xảy ra ok nhưng xác suất là ở trên đây lên ok thì vừa, vừa, vừa rồi nó vẫn vậy ok thì đây là mình chỉnh sửa vài thứ ok gọi là để mình gọi là hoàn tất ok sóng số ba đã kết thúc ở đây sóng số bốn đã kết thúc ở đây sóng số 5 đang được diễn ra ok đang được diễn ra đang được diễn ra đang được diễn ra và sóng số 5 thì đây là những con giá của sóng số số 5 đây là những con giá của của sóng số số 5 chứ không phải là đây là những giá sóng số 5 thì vừa rồi nó đánh vỡ cái con giá là à, 69 Ok, con giá 7 kế tiếp là 72, 73 và 76 Và nhớ Nhớ Tại sao mình cộng thêm con giá 76 Bởi vì sao Có thể càng ngày nó càng gọi là Dễ hiểu hơn, đúng không Đây là năm sóng đi lên Vừa rồi cái đấy của nó là 56.600 năm sóng đi lên tạo sóng 1 Ok Và vừa rồi ba sóng hồi Ok, ba sóng hồi thì để mình vẽ lại cho bạn Ok, đây ba sóng hồi tạo sóng 2, 1 Công thức nó là vậy ba okay, sóng hồi thì mình có để cái sóng số 2 ở đây và mình đã nói cân nhắc cái cân, cân nhắc cân nhắc bao nhiêu cái video tín hiệu đây có thể là ba cái sóng hồi nằm ở đây và tất cả mọi thứ leo thang luôn ngay bây giờ tới cái khung là giá này ok thì có thể là sóng số 2 đã kết thúc ở đây ok năm sóng đi lên tạo sóng 1 ba sóng hồi tạo sóng 2 và năm sóng đi lên đây okay? 1, một hai ba bốn ok 5 5 sóng đi lên tạo sóng 3. Nhớ đây là cái sóng 3 chứ không gì hết. Và sóng 3 là gì? Sóng 3 là cái sóng mạnh nhất trong tất cả những cái sóng. Ok, sóng 3 đúng không? Sóng 3, sau đó mình có cái sóng 4 ở đây. Đúng không? Sóng 4. Rồi sau đó mình có cái sóng 5. Đúng không? Sóng 5. Ok, sóng 5. Ok. Và sóng 5 thì vẫn vậy lên cái vùng 50 uh, 85. Ok. 86. Okay, và chơi 90 nha. À, để mình để mình bỏ lại 85 86 90. Okay. Cũng giống như đây, sóng năm này chứ không bị hết. Ok, sóng năm này. Okay, 90. Đây Đây là khung giờ, còn ở đây là khung ngày. Ok, 85 86 90. cũng vậy. cho 90. Okay. Riêng cái sóng số 3 này á, ok thì ít nhất xác suất là 73.800 về đo lường sóng ngay bây giờ. Wave 3 orange, ok. Đây là sóng số 3 màu cam. Màu cam đây. Ok, sóng số 3 màu cam. Tới con giá khoảng cỡ 738. Nhưng nhớ đây là cái sóng số 3, bởi vì nó cái là, là sống số 3 thì đây có cần một sự cân nhắc là can extend có thể là nó gia hạn tới con giá 76 lần Ok. Ít nhất là 738 rồi có thể gia hạn tới cái vùng này lần Ok. Thì bởi vì vậy nghe thì mình cộng một dấu cộng ở đây, nghe ít nhất là tới đây. 738 và hơn nữa Ok, can extend là hơn nữa Có thể gia hạn hơn nữa Ok, gia hạn Gia hạn có nghĩa là lên thêm nữa Ok, gọi là Quá quá kỳ càng Đúng không? Quá kỳ càng Ok Thì tạm thời Nhớ là mình nói về cái vấn đề A B Ok Và C tới cái vùng này Thì càng ngày như vậy đó Bởi vì giá đã lên tới cái vùng này rồi Cái vùng này rồi Thì xác suất là sóng số 2 đã kết thúc ở đây chứ không phải là nó sẽ sập tới cái vùng này ok cái chống lần kế tiếp nhưng mình vẫn để nó nghe nếu mà nếu nếu mà nó sập lại ok thì cái chống lưng này vẫn có thể sử dụng và sóng số 2 không có kết thúc ở đây sóng số 2 được dời qua ở đây cũng giống như ở đây để đây mình để ở đây sẵn rồi ok thì làm sao là mình biết nó sập lại đúng không thì vừa rồi như vậy là cái chống lưng này là cái chống lưng mình dùng ok trong cái khu vực này còn giá là 50 65.000 Ok 65.300 Ok 64.500 và con giá quan trọng là 63.700 63.700 vừa rồi mình có chỉnh sự chút xíu mình có nói là giữ và tiếp tục leo thang giữ và tiếp tục leo thang Đây là một cái chống lân Ok chống được ở cái vùng này là tất cả leo thang sau đó cái đây là một chống lưng đây là cái chống lưng thứ hai nếu mà nó có sập xuống dưới đây thì là chỉ là cái sóng số 2 thôi chỉ là a b c lặp đi lặp lại thôi nhưng chống được cái vùng này vẫn là leo thang nhưng mà cái chống lưng quan trọng nhất vẫn phải không thay đổi là gì con giá là gì 50.800 cũng giống như cái khung này 50.800 giữ được là tất cả mọi thứ lưu thang còn những cái khu vực này đây là những cái chống lưng cộng thêm cũng giống như là cái chống lưng này để cộng thêm để chống lưng này cộng thêm ok và cái chống lưng này vừa rồi giá tất cả mọi thứ bay lên như vậy Thì cái chống lưng này mình có thể quăng qua một bên bởi vì nó hết sử dụng được rồi Và nhà, và mình thay thế cái này với cái này Thay thế cái này với cái này ok Thì có nghĩa là mình sẽ xóa cái này đi ok Và ngay bây giờ thì mình tổng cộng vẫn còn ba cái chống lưng là chống lưng ở đây Đây là một cái chống lưng số 1 Chống lưng số 2 và chống lưng số số 3. Ba cái chống lưng như vậy, đúng không? nhưng mà cái chống lưng quan trọng là 50.800 giữ được trên nó, giữ được trên nó thì tức tất tức, tức cả mọi thứ vẫn là leo thang và tới con gã 80, 90, 100 vân 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 là cái chống lưng khung ngày. Cân nhắc đây là cái cái chống lưng quan trọng nhất, đây là cái chống lưng chính, men là chống lưng chính. Còn những cái chống lưng ở trên đây nó chỉ là cái chống lưng gì? Nó chỉ là cái chống lưng phụ. đã cân nhắc chứ không phải là không. Ok xóa bớt những thông tin này ok và để đó ok thì đây là sóng 3, đây là sóng 4 và đây là sóng số 5 đang được diễn ra và vẫn vậy sẽ rơi vào con giá là 738 cho tới hơn nữa 738 hơn được ok vừa rồi nó đậu đụng được 71 ok thì vừa rồi nhớ trong cái video rồi mình có cân nhắc chứ không phải không đây số đánh số thì phải là be careful, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận Tất cả những cái gì vừa rồi xảy ra Mình cân nhắc cho bạn Không được đánh sốt mình cân nhắc cho bạn cắn con này thì sóng số 5 được diễn ra. Không chỉ vậy nữa cắn con giá 67.450. 67.450 là sóng số 5 được diễn ra. Thì đây là sóng số 5 đang được diễn ra. Và vừa rồi nó bay như vậy thì đã ra nghỉ ngơi thôi chứ không gì hết. Ok. Vẫn cân nhắc là cái vùng này Nguyên cái vùng này là cái vùng bán ra Ngay cân nhắc đây Bán ra, bán từ từ ra Biết là sống số 3, sống số 5 Nó có thể tới cái vùng này lật Hoặc nhớ nó không tới được cái vùng này á Có thể vẫn là Có thể nó là sống B thôi Ok Tất cả những sự Còn cái đấy vừa rồi là 56.600 Zoom ra chút xíu cho thấy dễ hơn 56.600 Là cái đấy vừa rồi và mình sẽ dán nó một con giá luôn để mình uh, cho chị coi hơn Đây Đấy vừa rồi của nó Cho dán bên đây 56.600 Đấy vừa rồi Đây là sóng B thôi Nghe sóng B thôi nếu nó không R, R được con giá 73.000 Ok A, B Đúng không? A, B. A đây, B trên đó Sau đó C Xảy ra vẫn rơi ra cái khung giá này mỗi lần mình chỉnh sửa thì nó sẽ chạy. Ok, xin lỗi. Ok, vẫn rơi sóng C. Ok, hay là sóng Y ở đây, hay là sóng số 4 vẫn ở đây. Có nghĩa là sóng số 4 vẫn còn gia hạn. Sóng số 4 ở đây lần, đúng không? Chứ không phải là sóng số 4 ở đây. Thì ngay bây giờ vẫn là vẫn có có gọi là sóng A ở đây. Sóng B ở đây. Và sau đó là sóng C sập tới cái vùng này lần đúng không vẫn vẫn có thể xảy ra thì làm sao biết nó xảy ra nếu nó sập dưới có con giá là 65.750 thì đó là con giá quan trọng ngay bây giờ bạn có thể chỉnh sửa ok à, mình sẽ dời cái con giá này 65.000 khoảng cỡ đó, ok, khoảng cỡ đó, ok, và mình sẽ cân nhắc lại 65 000 Đúng không? À, 750, ok, thì nó gần gần đúng thôi. 65 700 mình bỏ cái vành vàng. Cái đó là một cái con giá quan trọng, ok. Thì đây, cái con giá ở dưới đây, vành vàng thì mình có thể xóa nó đi đi, ok. Bởi vì nó hết quan trọng rồi, ok. Hết quan trọng rồi, ok. Bỏ vô thùng, thùng rác, ok. Mình sẽ xóa bớt, ok. Mình bỏ sẽ xóa bớt, bởi vì nó quá rối, quá rối, ok. Và con này mình cũng xóa luôn, ok, xóa luôn. Ok. 65 ngàn. 65 ngàn 750 là con giá quan trọng ngay bây giờ. Giữ được. Giữ được đúng không? Giữ được. Đây. Giữ được thì tiếp tục leo thang. Giữ được thì tiếp tục leo thang có nghĩa là wave. Sống số 5. Cần. Ok. Continue. Ok. Tiếp tục. Nghe. Tiếp tục được diễn ra. Sống số 5 xanh này để tiếp tục được diễn ra. Nếu giữ được trên con giá này thì sóng số 5 xanh tiếp tục được diễn ra. Đây cân nhắc sóng số 5 continue là tiếp tục diễn ra. Ok. Ok. Vừa rồi ở đây cái vùng này không cho bạn short đã đã cân nhắc trong hai ba cái video tín hiệu vừa rồi, những cái video, video tín hiệu vừa rồi. Nhớ sóng B này là cũng đã cân nhắc. Oh, ok. Ok, nếu đó nó nếu mà con giá nó không rờ được con giá 73 thì xác suất vẫn có thể là đây là sóng B. Ok tất cả những sự bay bổng ở uh, đây là sóng A với con giá là 56. Tất cả những cái sự bay bổng vừa rồi nó là sóng B. Và sau khi đó là sóng C rơi vào cái khu vực này. Làm sao mình biết là nó sẽ xuống cái khu vực đó? Thì cái đầu tiên nó phá vỡ con giá 65.750. Đúng không? Không chỉ vậy, nó rơi xuống cái khu vực này. Nó phá vỡ luôn cái con giá 58.350. Nếu phá vỡ luôn cái con giá này, phá vỡ con giá này, phá vỡ con giá này, thì xác suất là nó sẽ đập cánh ở cái vùng này và nó là cái sóng C, sóng Y hay là sóng số 4 đã giải thích bao nhiêu lần vừa rồi. Đơn giản. Ok. À, đơn giản. Ok thì xóa luôn cái này để cho nó dễ coi, cái okay, dễ coi. Ok. Thì trước mắt những cái giờ tới đây thì bạn muốn nếu bạn nếu nó là sóng số 3, sóng số 4 và sóng số 5 được diễn ra. Ok. Thì nó sẽ tiếp tục leo thang, nghe leo thang nó ít nhất lên cắn con giá 738 để mình chứng tỏ nó là sóng số 3 nó có thể dây dưa tới cái vùng này lận Ok thì nó sẽ xác thật nhiều hơn nhiều hơn Ok và cái vùng này rõ ràng là cái vùng bán ra cân nhắc cân nhắc đây bán 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 ra bớt bán ra bớt bán ra, bớt, bán, ra bớt, bán từ từ bán từ từ bán từ từ bán từ từ bởi vì sao bởi vì sau đó chuẩn bị tới đây là nó có cái sóng số 4 là cái sóng hồi lại đúng không rồi sau đó nó mới có cái sóng số 5 để đi lên thì cái vùng này bán ra ra bớt ok bán ra bất ok vùng mua vô là cái vùng này rồi giữa con dáng 51 61 800 50 800 là cái vùng mua vô ok bây giờ là mình bán ra bớt bán ra bất ok thì đây bán ra bớt đúng không bán ra bớt bán ra đừng có nói là mình không cân nhắc là bạn bán ra bớt bán ra bớt nhà bán ra bớt ok bán ra bớt bán ra bớt bán ra dưới rất dưới cái con 65.000 Ok, 65 ngàn 750 Nó sẽ rơi Nó sẽ rơi con giá vào cái chống lưng Ở đây Đúng không? Chống lưng ở đây Ok Và đây mình xóa bớt luôn Xóa bớt luôn Ok Chống không được ở đây Rơi vào cái khu vực chống lưng này Chống không được ở đây Đúng không? Sẽ rơi vào cái khu vực này Ok Khu vực này Và chuẩn bị tới đây nếu mà nó với được con giá 73 000 thì xác suất là sóng xác suất cao là sóng số 2 để kết thúc đây năm sóng đi lên tạo sóng 1 đây năm sóng đi lên tạo sóng 1 ba sóng hồi 1, 2, 3 tạo sóng 2 và sóng 2 ok 2 đây và tất cả mọi thứ đang được leo thang nó là sóng 3 sau đó là mình có sóng số 4 và sóng số 5 lên tới cái vùng này đơn giản như đang dựng ok cân nhắc ở đây vẫn cân nhắc nghe là đây 5 sóng leo leo lên. Ok. 5 sóng leo lên. Ok. Rồi sau đó là 3 sóng 3 sóng hồi. Nghe, ok. À, đây thì à, mình xóa nó bớt đi. Okay. Cần 5 sóng đi leo lên rồi sau đó là 3 sóng hồi. Có nghĩa là sóng 3, sóng 3 kết thúc ở cái vùng này. Sóng 4 á, nó sẽ có 3 sóng xuống 1 2 3. Ok, từ đây mình vẽ luôn cho bạn. Ok từ 3 xuống 4 đúng không? Nó là 1 2 3 xác suất nó là vậy. Cái okay, xác suất nó là vậy. Cái okay, thì cái câu chuyện nó là nó là vậy. Ok. Đây, vừa rồi ở đây mình nói là không cho bạn sốt. Ok. cân nhắc, cần nhắc. Cho <laughs> không cho bạn sốt. Ok. Giữ được trên cái con giá 65.750 thì tiếp tục leo thang và sóng số 5 được tiếp tục diễn ra. Sóng số 5 này là sóng nhỏ của cái sóng số 3. Sóng 3 là một cái sóng can extend có thể là một cái sóng dây dưa. Chấm hết. Đúng không? Giữ được trên con giá này. Rớt dưới con giá này thì nó sẽ rơi vào cái khung giá này. Và thử thách là có thể là sóng số 2 đã. Số 2 đang được diễn ra. Số 2 và về cái sóng số 2 đó thì là đây là A. Đây là B. Và đây là C. Chúng gì hết sóng số 2 nằm ở đây rất dưới cái con này thì nó không phải là sóng số 2 nữa rồi, nó không phải là sóng số 2 nữa rồi. Quá sâu cho cái sóng số 2, too deep cho sóng số 2 này thì nó là cái sóng C, sóng Y và sóng số 4. Giống gì hết. W, X và Y. Và rất sâu tới cái vùng này thì có nghĩa là đây là sóng 3 và đây là sóng 4. Rồi vào khu vực này cũng giống như ở đây đây là sóng 4 khô rơi vào khu vực này trước khi sóng được năm được diễn ra trong năm được diễn ra vậy thôi trong gì hết đúng không gọi là mình cân nhắc từng ly từng tí gọi là không có một sự thắc mắc ở đây ok nhớ nếu bạn có sự thắc mắc là sao nhớ là bạn có sự thắc mắc là bạn quay lại màn hình bạn gửi cho nhân viên một ngày mình có 30 phút để trả lời tất cả những câu hỏi cho thành viên Chỉ cho thành viên thôi Ok Nhớ không chỉ vậy Là chuyện gì vừa rồi Mình nói về vai và đầu Đây là đầu Đây là đầu Đây là vai Và đây là vai Đường chỉ cổ Là đây Và sau khi phá vỡ đường chỉ cổ Đúng không Thì nó sẽ lên tới con giá là 72, 73 Ok Ok 72, 73 cũng giống như cái khung ngày lên tới cái khung 72, 73 mình có nói. Ok. Và vừa rồi là nó gần đụng được cái con 72. Nó lên tới con giá 71, 900. Thì gọi là cân nhắc đủ thứ kiểu. Vai và đầu. Cân nhắc cắn con này leo thang. Cân nhắc 67, 450 leo thang. Sống số 5 nếu cắn con giá 67.450 và không chỉ vậy nếu cắn con giá 67.700 763 là cái đỉnh vừa rồi của của nó gọi là mình cân nhắc đủ thứ kiểu vậy thôi giữ được trên con này tất cả mọi thứ thứ leo thang nếu mà vừa rồi mà bạn không có thắng được cuộc chơi ok thì có nghĩa thực sự bạn không hiểu cái tín hiệu của mình thẳng thắng là vậy nhớ vai và đầu đầu head, head and shoulder 72, 73 cũng giống như 72, 73 Cân nhắc đủ thứ kiểu Không cho đánh sốt, chỉ đánh lon Cân nhắc đủ thứ kiểu Thì có nghĩa là vừa rồi mà bạn không thắng được cuộc chơi Hay là bạn thắng được cuộc chơi Nếu thắng thì ghi chữ chốt 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 bên dưới Tín hiệu của mình đã giúp bạn chốt Còn mà không thắng được cuộc chơi Có nghĩa là bạn không hiểu một cái thứ gì hết Có nghĩa là bạn nên rời cái nền tảng đi Ok, bạn mất thời gian của bản thân bạn chứ không chứ không 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 được gì hết nha vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này nếu kim được kiến thức ok ấn vô ngón tay bên dưới nếu vừa rồi tín hiệu của mình giúp bạn dẫn đường để cho bạn chốt đơn chốt đơn chốt đơn thì ghi chữ chốt 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 bên dưới vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này xin chào mọi người Chúc ơn